Vâng, đây là hai bộ xe 88 về ba vì, hai bộ xe 88 và một con đẩy liền vang SH9400 Pro về với anh Nên và anh Sang ở trên ba vì Hà Nội. Vâng, xe đang chờ ngoài đây rồi ạ. Và bên em chuẩn bị đi lên ba vì lắp đặt cho hai anh đây ạ, anh Nên và anh Sang. Đó. Ngày nào bên em cũng đi lắp đặt tại nhà với bán kính 50 km. Hai đôi xe 88. Đi đi từ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội thì có thể mất tầm đôi tiếng sẽ đến hai anh và bên em sẽ lắp đặt bàn giao nhé. Và thông tin chi tiết các bác có thể đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để chúng ta có thể lắng nghe cũng như đặt hàng online nhé. Và bên em sẽ có cái video review lại hai bộ này của anh Nên và anh Sang, các bác vui lòng theo dõi nhé. Đó, mọi nhu cầu có thể gọi điện theo hai số hotline trên video, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể cũng như tư vấn cho anh Nên và anh Sang đấy ạ. Thank you.